the chipmunks, chipmunks are we. We live. Xin chào các bạn, đã đến với tiệm thực 31 Quốc Khoa Hà Nội. Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu một liệu đó là Hibiscus, hay thường gọi là acuso đỏ hay hồng hoa. Công dụng là làm giảm huyết áp và ngăn ngừa ung thư, cũng như cung cấp vitamin cho cơ thể. Trước kia thì mình phải đến tận tháng 9 hoặc tháng 10 hàng năm mình mới thu được, nhưng chúng ta đã có hoa này ở siêu thị và đặc biệt là shop 69 Đại La. Bước tiếp theo tôi giới thiệu các bạn với các bạn là món salad vườn với cả hoa Hibiscus. Nguyên liệu gồm có các loại rau select như rau select xanh, rau tịt và rau select fuji, Hibiscus hay gọi là hoa acuso. Ăn kèm với là olive đen, ớt Đà Lạt, hành tây để mình làm sốt và mùi tạp vàng hay gọi là đi dâm tát của Pháp, có giấm trắng và dầu olive và tiêu muối. Salad các bạn bình thường ở nhà các bạn rửa sạch, sơ chế sạch và để khô hoặc xé nhỏ. Mình sẽ phối hợp với cái màu trắng, màu xanh, màu vàng nó vừa phải. Các bạn dùng tay xé, không dùng dao thì nó không được đẹp. Tay xé thì nhìn nó tự nhiên hơn. Và cà chua bi của đôi, ớt chuông thái. Ớt chuông các bạn có thể gạn cái phần trắng đi, sau đó mình thái chỉ để trang trí và hoa đi xô. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn sốt của salad Hibiscus. Đầu tiên các bạn sẽ cho tây và tỏi vào làm một chút mùi tạp. Sau đó các bạn sẽ dùng dầu olive. Sau các bạn cho tiếp giấm. Và đặc biệt cuối cùng các bạn xem cho cốt hoa Hibiscus các bạn nếm gia vị muối và tiêu. Ta được món sốt Hibiscus rất đẹp màu hồng. Các bạn có thể là xếp vào, các bạn trộn vào tất cả các loại salad cùng với nhau cũng được, tùy theo cái cần thiết các bạn trang trí. Và các bạn trang trí thêm những cái rau, những cái quả, ớt chua, cho thêm màu sắc, hành tây, quả và cô liu. Và đặc biệt là rau Hibiscus, cà chua. Sau đó mình sẽ xếp sốt lên. Các bạn có thể để ngoài, có thể ăn thêm ăn kèm với các món ăn chính. Mì các bạn có thể gác hoặc là để chéo cũng được. Xong món rau vườn sốt Hibiscus. Chúc các bạn thành công. Có thể truy cập vào website thảo mộc.com.vn hoặc các bạn có thể đến học trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu của Học viện Hàng không 31 Quốc Phan, thì các bạn sẽ có được rất nhiều món ăn tương ý và